Xá lợi tử, vì tánh của pháp bậc phàm phu là không, nên pháp bậc phàm phu đối với pháp bậc phàm phu không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc phàm phu đối với pháp bậc trùng tánh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp bậc trùng tánh là không, nên pháp bậc trùng tánh đối với pháp bậc trùng tánh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc trùng tánh đối với pháp bậc phàm phu không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc phàm phu trùng tánh đối với pháp bậc đệ bát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp bậc đệ bát là không, nên pháp bậc đệ bát đối với pháp bậc đệ bát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc đệ bát đối với pháp bậc phàm phu trùng tánh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát đối với pháp bậc cụ kiến không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp bậc cụ kiến là không, nên pháp bậc cụ kiến đối với pháp bậc cụ kiến không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc cụ kiến đối với pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến đối với pháp bậc bạc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp bậc bạc là không, nên pháp bậc bạc đối với pháp bậc bạc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc bạc đối với pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến bạc đối với pháp bậc ly dục không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp bậc ly dục là không, nên pháp bậc ly dục đối với pháp bậc ly dục không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc ly dục đối với pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến bạc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến bạc ly dục đối với pháp bậc dĩ biện không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp bậc dĩ biện là không, nên pháp bậc dĩ biện đối với pháp bậc dĩ biện không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc dĩ biện đối với pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến bạc ly dục không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến bạc ly dục dĩ biện đối với pháp bậc độc giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp bậc độc giác là không, nên pháp bậc độc giác đối với pháp bậc độc giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc độc giác đối với pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến bạc ly dục dĩ biện không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến bạc ly dục dĩ biện độc giác đối với pháp bậc Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp bậc Bồ Tát là không, nên pháp bậc Bồ Tát đối với pháp bậc Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc Bồ Tát đối với pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến bạc ly dục dĩ biện độc giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến bạc ly dục dĩ biện độc giác Bồ Tát đối với pháp bậc Như Lai không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp bậc Như Lai là không, nên pháp bậc Như Lai đối với pháp bậc Như Lai không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bậc Như Lai đối với pháp bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến bạc ly dục dĩ biện độc giác Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để cầu đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của bậc phàm phu là không, nên bậc phàm phu đối với bậc phàm phu không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc phàm phu đối với bậc trùng tánh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bậc trùng tánh là không, nên bậc trùng tánh đối với bậc trùng tánh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc trùng tánh đối với bậc phàm phu không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc phàm phu trùng tánh đối với bậc đệ bát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bậc đệ bát là không, nên bậc đệ bát đối với bậc đệ bát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc đệ bát đối với bậc phàm phu trùng tánh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc phàm phu trùng tánh đệ bát đối với bậc cụ kiến không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bậc cụ kiến là không, nên bậc cụ kiến đối với bậc cụ kiến không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc cụ kiến đối với bậc phàm phu trùng tánh đệ bát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc phàm phu trùng tánh đệ bát cụ kiến đối với bậc bạc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Vì tánh của bậc bạc là không, nên bậc bạc đối với bậc bạc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc bạc đối với bậc phàm phu trùng tánh, đệ bát, cụ kiến không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc phàm phu trùng tánh, đệ bát, cụ kiến, bạc đối với bậc ly dục không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bậc ly dục là không, nên bậc ly dục đối với bậc ly dục không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc ly dục đối với bậc phàm phu trùng tánh, đệ bát, cụ kiến, bạc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc phàm phu trùng tánh, đệ bát, cụ kiến, bạc ly dục đối với bậc dĩ biện không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bậc dĩ biện là không, nên bậc dĩ biện đối với bậc dĩ biện không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc dĩ biện đối với bậc phàm phu trùng tánh, đệ bát, cụ kiến, bạc ly dục không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc phàm phu trùng tánh, đệ bát, cụ kiến, bạc ly dục dĩ biện đối với bậc độc giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bậc độc giác là không, nên bậc độc giác đối với bậc độc giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc độc giác đối với bậc phàm phu trùng tánh, đệ bát, cụ kiến, bạc ly dục dĩ biện không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc phàm phu trùng tánh, đệ bát, cụ kiến, bạc ly dục dĩ biện độc giác đối với bậc Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bậc Bồ Tát là không, nên bậc Bồ Tát đối với bậc Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc Bồ Tát đối với bậc phàm phu trùng tánh, đệ bát, cụ kiến, bạc ly dục dĩ biện độc giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc phàm phu trùng tánh, đệ bát, cụ kiến, bạc ly dục dĩ biện độc giác Bồ Tát đối với bậc Như Lai không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bậc Như Lai là không, nên bậc Như Lai đối với bậc Như Lai không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bậc Như Lai đối với bậc phàm phu trùng tánh, đệ bát, cụ kiến, bạc ly dục dĩ biện độc giác Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để cầu đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử, vì tánh của pháp dự lưu hướng là không, nên pháp dự lưu hướng đối với pháp dự lưu hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp dự lưu hướng đối với pháp dự lưu quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp dự lưu quả là không, nên pháp dự lưu quả đối với pháp dự lưu quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp dự lưu quả đối với pháp dự lưu hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp dự lưu hướng, pháp dự lưu quả đối với pháp nhất lai hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp nhất lai hướng là không, nên pháp nhất lai hướng đối với pháp nhất lai hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp nhất lai hướng đối với pháp dự lưu hướng, pháp dự lưu quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp dự lưu hướng cho đến pháp nhất lai hướng, đối với pháp nhất lai quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp nhất lai quả là không, nên pháp nhất lai quả đối với pháp nhất lai quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp nhất lai quả đối với pháp dự lưu hướng cho đến pháp nhất lai hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp dự lưu hướng cho đến pháp nhất lai quả đối với pháp bất hoàn hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp bất hoàn hướng là không, nên pháp bất hoàn hướng đối với pháp bất hoàn hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bất hoàn hướng đối với pháp dự lưu hướng cho đến pháp nhất lai quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp dự lưu hướng cho đến pháp bất hoàn hướng đối với pháp bất hoàn quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp bất hoàn quả là không, nên pháp bất hoàn quả đối với pháp bất hoàn quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp bất hoàn quả đối với pháp dự lưu hướng cho đến pháp bất hoàn hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp dự lưu hướng cho đến pháp bất hoàn quả đối với pháp A-la-hán hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp A-la-hán hướng là không, nên pháp A-la-hán hướng đối với pháp A-la-hán hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp A-la-hán hướng đối với pháp dự lưu hướng cho đến pháp bất hoàn quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp dự lưu hướng cho đến pháp A-la-hán hướng đối với pháp A-la-hán quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp A-la-hán quả là không, nên pháp A-la-hán quả đối với pháp A-la-hán quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Pháp A-la-hán quả đối với pháp dự lưu hướng cho đến pháp A-la-hán hướng, không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Pháp dự lưu hướng cho đến pháp A-la-hán quả đối với pháp độc giác hướng, không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp độc giác hướng là không, nên pháp độc giác hướng đối với pháp độc giác hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp độc giác hướng đối với pháp dự lưu hướng cho đến pháp A-la-hán quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp dự lưu hướng cho đến pháp độc giác hướng đối với pháp độc giác quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp độc giác quả là không, nên pháp độc giác quả đối với pháp độc giác quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp độc giác quả đối với pháp dự lưu hướng cho đến pháp độc giác hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp dự lưu hướng cho đến pháp độc giác quả đối với pháp đại bồ tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp đại bồ tát là không, nên pháp đại bồ tát đối với pháp đại bồ tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp đại bồ tát đối với pháp dự lưu hướng cho đến pháp độc giác quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp dự lưu hướng cho đến pháp đại bồ tát đối với pháp phật đà chánh đẳng chánh giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp phật đà chánh đẳng chánh giác là không, nên pháp phật đà chánh đẳng chánh giác đối với pháp phật đà chánh đẳng chánh giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp phật đà chánh đẳng chánh giác đối với pháp dự lưu hướng cho đến pháp đại bồ tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để cầu đại bồ tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của dự lưu hướng là không, nên dự lưu hướng đối với dự lưu hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Dự lưu hướng đối với dự lưu quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của dự lưu quả là không, nên dự lưu quả đối với dự lưu quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Dự lưu quả đối với dự lưu hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Dự lưu hướng, dự lưu quả đối với nhất lai hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của nhất lai hướng là không, nên nhất lai hướng đối với nhất lai hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhất lai hướng đối với dự lưu hướng, dự lưu quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Dự lưu hướng cho đến nhất lai hướng đối với nhất lai quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của nhất lai quả là không, nên nhất lai quả đối với nhất lai quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhất lai quả đối với dự lưu hướng cho đến nhất lai hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Dự lưu hướng cho đến nhất lai quả đối với bất hoàn hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bất hoàn hướng là không, nên bất hoàn hướng đối với bất hoàn hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bất hoàn hướng đối với dự lưu hướng cho đến nhất lai quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Dự lưu hướng cho đến bất hoàn hướng đối với bất hoàn quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bất hoàn quả là không, nên bất hoàn quả đối với bất hoàn quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bất hoàn quả đối với dự lưu hướng cho đến bất hoàn hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Dự lưu hướng cho đến bất hoàn quả đối với A-la-hán hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của A-la-hán hướng là không, nên A-la-hán hướng đối với A-la-hán hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. A-la-hán hướng đối với dự lưu hướng cho đến bất hoàn quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Dự lưu hướng cho đến A-la-hán hướng đối với A-la-hán quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của A-la-hán quả là không, nên A-la-hán quả đối với A-la-hán quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. A-la-hán quả đối với dự lưu hướng cho đến A-la-hán hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Dự lưu hướng cho đến A-la-hán quả đối với độc giác hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của độc giác hướng là không, nên độc giác hướng đối với độc giác hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Độc giác hướng đối với dự lưu hướng cho đến A-la-hán quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Dự lưu hướng cho đến độc giác hướng đối với độc giác quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của độc giác quả là không, nên độc giác quả đối với độc giác quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Độc giác quả đối với dự lưu hướng cho đến độc giác hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Dự lưu hướng cho đến độc giác quả đối với đại bồ tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Vì tánh của Đại Bồ Tát là không, nên Đại Bồ Tát đối với Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát đối với dự lưu hướng cho đến độc giác quả không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Dự lưu hướng cho đến Đại Bồ Tát đối với Phật Đà chánh đẳng chánh giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của Phật Đà chánh đẳng chánh giác là không, nên Phật Đà chánh đẳng chánh giác đối với Phật Đà chánh đẳng chánh giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Phật Đà chánh đẳng chánh giác đối với dự lưu hướng cho đến Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử, vì tánh của Đại Bồ Tát là không, nên Đại Bồ Tát đối với Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa là không, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với sự dạy bảo trao truyền cho không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của sự dạy bảo trao truyền cho là không, nên sự dạy bảo trao truyền cho đối với sự dạy bảo trao truyền không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sự dạy bảo trao truyền đối với Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật Đa không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là đối với tất cả pháp, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát, nhưng hoàn toàn không thấy và rốt ráo chẳng thể nắm bắt được. Thì tại sao lại khiến tôi dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa để dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ Tát? Lúc bấy giờ cụ Thọ Thiện hiện lại đáp lời Xá Lợi Tử như tôn giả đã hỏi, là vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chỉ có giả danh? Xá Lợi Tử, vì danh Đại Bồ Tát chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà nói là danh Đại Bồ Tát chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp? Thiện Hiện đáp, như danh của tất cả pháp chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, ở trong mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ đâu. Trong tất cả pháp không có danh, trong danh không có tất cả pháp, chẳng phải hợp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì tất cả pháp cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc tất cả pháp, hoặc là danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hợp, chẳng phải đi, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh sắc chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, ở trong mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong sắc không có danh, trong danh không có sắc, chẳng phải hiệp, chẳng phải đi, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì sắc cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc sắc hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh thọ tưởng hành thức chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, ở trong mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong thọ tưởng hành thức không có danh, trong danh không có thọ tưởng hành thức, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc thọ tưởng hành thức hoặc là danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp ở trong mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra.
Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh, hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh nhãn xứ chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, ở trong mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong nhãn xứ không có danh, trong danh không có nhãn xứ, chẳng phải hiện, chẳng phải đi, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì nhãn xứ cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc nhãn xứ hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, ở trong mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không có danh, trong danh không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, ở trong mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh.